Chào mừng bạn đến với Delish. Mùa hè đã đến rồi và bạn đang tìm kiếm thông tin về kem chống nắng Tenen B Nhật Bản để xem có tốt thật không để sử dụng. Hãy xem bài review kem chống nắng Tenen B chi tiết này của mình, bạn sẽ biết được thông tin chi tiết về sản phẩm này. Nguồn gốc ở đâu, thành phần sản phẩm có những gì, sản phẩm có tác dụng gì đến làn da của bạn. Kem chống nắng Tenen B có tốt thật không, tác động đến làn da như thế nào, mua hàng chính hãng ở đâu. Giá bao nhiêu, thông tin chi tiết kem chống nắng Tenen B, thành phần chính có trong kem chống nắng nhau thai Tenen B. Thành phần chống nắng zinc oxide, hoạt chất chống nắng vật lý, hoạt động theo cơ chế phản xạ. Tinh chất nhau thai và hoạt chất nhau thai lên men, collagen hòa tan, 16 thành phần cấp ẩm chống lão hóa. Không chất phụ da, không hương liệu, không dầu khoáng, không chất tạo màu, chỉ số chống nắng kép SPF 53. Quy cách đóng gói, một tuýp 50g, xuất xứ, Nhật Bản, chịu trách nhiệm, công ty CP xuất nhập khẩu và phân phối H. Địa chỉ tầng 8169 Bùi Thị Xuân, quận 2 Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tenen B là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu ở Nhật Bản. Với nhiều sản phẩm cao cấp bảo vệ làn da và chống lão hóa cho chị em phụ nữ, kem chống nắng Tenen là một trong những sản phẩm chất lượng đang được công ty H. Kem chống nắng nhau thai Tenen B là một bước đột phá trong công nghệ chống nắng và dưỡng da chuyên sâu. Sản phẩm đang rất được lòng chị em nhờ khả năng vừa chống nắng, vừa dưỡng da và chống lão hóa. Bảo vệ làn da có 102 trong các dòng mỹ phẩm chống nắng trên thị trường, cơ chế bảo vệ da của kem chống nắng Tenen B. Cùng mình tìm hiểu tinh chất có trong kem chống nắng nhau thai Tenen B sẽ tác động và bảo vệ làn da của bạn như thế nào nhé. Một trong Tenen B UV Milk có chứa thành phần tinh chất nhau thai cừu được chiết xuất từ nhau thai của cừu mẹ sau khi sinh con. Tại sao nhau thai cừu lại giúp phục hồi và bảo vệ da của bạn? Lý do là vì nhau thai cừu có tác dụng vận chuyển các chất dinh dưỡng đến phôi thai của cừu non trong bụng mẹ. Vì vậy đây là thành phần có chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng được chứng minh bảo vệ da. Chống lão hóa cho da phụ nữ như các amino acid thiết yếu, melatonin, các acid nucleotic và acid hyaluronic. Nhau thai cừu còn chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, các peptide và đặc biệt là SCAFS với khả năng loại bỏ các tế bào chết trên da nhanh chóng. Đặc biệt, Tenen B UV Milk hoạt chất nhau thai lên men là thành phần cao cấp đắt giá, được bổ sung thêm tế bào gốc. Không những nâng cao toàn diện khả năng chống các tia UV gây hại cho da mà còn giúp phục hồi những hư tổn cho da của bạn. 2. Collagen hòa tan được chiết xuất từ bằng công nghệ cao của Nhật Bản với tốc độ thẩm thấu cao giúp da dễ hấp thụ dưỡng chất và cải thiện làm mờ các nếp nhăn nhanh chóng. Collagen là một loại protein chiếm 30% tổng lượng protein trong cơ thể bạn. Đây là thành phần chính cấu tạo cho da và cơ thể bạn. Collagen có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Sự suy giảm collagen là nguyên nhân dẫn đến sự già nua không chỉ ở dáng vẻ bên ngoài mà còn ở việc suy giảm sức khỏe và các chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Bằng việc bổ sung hàm lượng cao collagen hòa tan kết hợp với 16 thành phần cấp ẩm có trong Tenen B UV Milk giúp tạo sự đàn hồi cho da. Làm trẻ hóa làn da, collagen hòa tan cho bạn làm da sáng mịn, săn chắc, giữ độ ẩm và tăng tuần hoàn máu trên da. Collagen làm ức chế sự hình thành melanin, ngăn ngừa nám sạm, làm trắng da đồng đều, duy trì cấu trúc tế bào trong da khỏe mạnh để bảo vệ làn da luôn tươi trẻ và sáng hồng với thời gian. 3. Zinc oxide được biết đến với khả năng chống được cả tia UVA và UVB bảo vệ toàn diện làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Bạn có biết các chuyên gia chăm sóc da luôn khuyên khách hàng nên dùng những sản kem phẩm chống nắng có chứa zinc oxide vì khả năng bảo vệ tối đa của hoạt chất này đến làn da của bạn? Zinc là một khoáng chất có thể lưu trên bề mặt da, phản xạ lại ánh nắng mặt trời và phân tán đi tia cực tím gây hại đến da. Vì vậy, zinc oxide được coi như một lá chắn bảo vệ da bạn khỏi tia cực tím gây hại, tia UVA. UVB, kem chống nắng Tenen B có tốt không? Như bạn thấy trong phần thông tin sản phẩm kem chống nắng nhau thai Tenen B được chiết xuất hoàn toàn 100% từ các thành phần tự nhiên với tinh chất từ nhau thai cừu bổ dưỡng cho da. Tenen B được sản xuất từ Nhật Bản với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất từ đất nước mặt trời mọc trước khi đưa ra thị trường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam qua công ty H. Công ty H. Vậy để xem kem Tenen B UV Milk có tốt thật không, hãy cùng tìm hiểu công dụng cũng như cơ chế tác động của sản phẩm này đến làn da của bạn như thế nào. Kem chống nắng nhau thai Tenen B có tác dụng gì? Với nhiều thành phần bổ dưỡng cho da, kem chống nắng nhau thai Tenen B không chỉ bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời mà còn dưỡng da và ngăn ngừa nám.
Cùng xem tác dụng khác ở dưới. Kem chống nắng Tellement B ngăn ngừa các tia UVA, UVB bảo vệ làn da của bạn khỏi tia cực tím. Tia UV từ smartphone, laptop, đèn điện tinh chất nhau thay cừu lên men chứa tế bào gốc giúp bạn ngăn ngừa nám cho làn da hiệu quả. Sản phẩm lành tính, phù hợp với cả da nhạy cảm, da dễ bị dị ứng vẫn dùng được. Tellement B còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Bổ sung collagen hòa tan làm mờ nếp nhăn và dưỡng ẩm cho da. Review kem chống nắng Tellement B từ người dùng. Trần Tiểu Vi, Hoa hậu Việt Nam 2018. Kem chống tia UV Tellement B luôn là vật bất ly thân trong túi đồ của Vi. Chất kem lỏng nhẹ, không nhờn rít giúp bề mặt da luôn khô ráo, không để lại vệt trắng trên da. Chị Thu, Hà Nội, dược sĩ, làm trong ngành dược nên mình hiểu rất rõ tác hại của tia UV đối với cơ thể. Mình đã sử dụng kem chống nắng Tellement B từ lâu và không có ý định dùng thêm bất cứ sản phẩm chống nắng nào khác nữa. Thực sự tuyệt vời, chị Vân, Hải Dương, kế toán, mình thích nhất là cảm giác khi bôi kem lên da. Chất kem nhẹ siêu mịn, thẩm thấu rất nhanh, ngoài khả năng chống tia UV thì Tellement B còn giúp dưỡng da. Chống lão hóa, vote 5 sao cho sản phẩm nha. Kem chống nắng Tellement B mua ở đâu? Kem chống nắng Tellement B hiện đang được phân phối chính hãng tại website của Tellement B. Bạn hãy mua hàng ở đây để mua được sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ Nhật được các chuyên gia của công ty tư vấn sử dụng. Để mua hàng bạn hãy vào website để lại tên và số điện thoại, sau đó công ty sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Kem chống nắng Tellement B có tác dụng phụ và gây kích ứng da không? Kem chống nắng Tellement B là sản phẩm lành tính. 100% từ thành phần thiên nhiên an toàn khi sử dụng, sản phẩm phù hợp với hầu hết chị em phụ nữ trong việc bảo vệ làn da tránh khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Sản phẩm không chất phụ da, không hương liệu, không dầu khoáng, không chất tạo màu nên an toàn với da. Không gây kích ứng, mẩn ngứa, dị ứng nên phù hợp với tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Cách sử dụng kem chống nắng Tellement B, trước khi bôi kem bạn nên vệ sinh da sạch sẽ bằng nước hoặc các loại kem rửa sau đó lau khô. Bạn lấy áng chừng một lượng kem Tellement B vừa đủ thoa đều lên các vùng thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như da mặt, bàn tay, cánh tay, cổ. Nhiều bạn bôi kem dày vì nghĩ để bảo vệ da tốt hơn, nhưng sự thật thì sẽ làm bít lỗ chân lông và không tốt cho da của bạn, vì vậy chỉ bôi vừa đủ khoảng 0,2cm là được. Nếu đi biển mặc bikini thì bạn có thể thoa đều lên toàn thân vùng bụng, đùi, chân. Bạn nên bôi kem chống nắng Tellement B lên da khoảng 15-20 phút trước khi đi làm hoặc đi chơi. Bạn nên bôi một lần vào buổi sáng và nên bôi thường xuyên vì kể cả những hôm không nắng thì ánh sáng mặt trời vẫn luôn có những tia sáng gây hại cho da của bạn. Kem chống nắng Tellement B giá bao nhiêu? Hiện tại kem chống nắng Tellement B đang có giá bán niêm yết từ nhà sản xuất là 1.250.000 đồng, một tuýp 50g. Đây là một mức giá khá cao so với các loại kem chống nắng hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên với một loại kem có thành phần là những dưỡng chất rất tốt cho da như nhau thai cừu, collagen hòa tan, được nhập khẩu từ Nhật thì mức giá trên là khá hợp lý. Tổng kết, chăm sóc da bằng kem chống nắng từ lâu đã được chị em phụ nữ rất coi trọng như một phần không thể thiếu trong việc giữ gìn và bảo vệ làn da. Với kem chống nắng nhau thai Tellement B chính là một giải pháp toàn diện vừa giúp bạn vừa chống nắng, dưỡng da và chống lão hóa. Sản phẩm được sản xuất với công nghệ cao tại Nhật Bản, đảm bảo chất lượng, an toàn với mọi loại da khi sử dụng. Nếu bạn đang cần tìm một loại kem chống nắng tốt trong hè này thì Tellement B UV Mew chính là lựa chọn hàng đầu bảo vệ cho làn da của bạn. Link mua sản phẩm kem chống nắng Tellement B mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.